Chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay Hà Nội nắng 37 độ, nhưng mà ngoài đường chắc là hơn các bạn. Rất là nắng rát, kinh khủng. Hôm nay cuối tuần thì có cái phiên chợ Vạn Phúc Hà Đông ấy. Thì cũng định đi rồi nhưng mà bận con cái không đi được. Thế lại nhỡ nhà, nhỡ mất mấy cái kế hoạch. Hẹn với mấy ông rồi mà không đi được. Thế lại lấy hộ một số bác, một số cái cây mà không đi được. Đấy, thì bác nào mà có tớ nhờ em cũng thông cảm nha. Đấy. Còn là cố gắng thì cũng ra một số cái video thêm để các bác xem. Chứ còn chợ chứ thì không đi được, đáng quá. Nay cái đa này chính thức là Hán ngữ ở cái chỗ này. Tạm bỡ vẫn còn nguyên cái bao tải kia kìa. Là từ lúc mua về đến giờ mấy tháng rồi, bao nhiêu lần làm rồi, là hai lần làm rồi, là tỉa răm rồi, là thay lá rồi, bây giờ nó lại ung tùm rồi, chẳng có một tí đất nào. Nước thì có lúc có lúc không. Đấy, sức sống rất kinh, chỉ ôm có mỗi hòn đá kia để sống thôi. Hơi giữa cái nắng kìa, giữa đấy, giữa cái đồn này nhấc vào đây làm, không nắng quá ngoài kia không đứng được. Đây các bạn này, vào dây được cũng được hơn tháng nay rồi, mầm nó có phun rất là dã man, rất dã man. Hôm nay thì chính thức là định làm như nào thì em cũng chưa định hình được, nhưng mà cơ bản là sẽ bỏ hạ thấp cái chỗ cái đất ở dưới này đi và cho vào cái chậu này trồng nó ngon lành tí. Đục đẽo lại mấy cái bệ kia, nhìn cho nó gọn gàng tí cho. Cây này cốt cán rất là ngon, nhưng mà mình bây giờ không có thời gian để ngắm nghía nó tí. Các bác cũng góp ý luôn nhé. Đi một vòng để các bác xem. Đây. Em định cắt vào cái chỗ này. Thật ra cái cành ở đây nó không phải bị nó mọc đây cũng hợp lý thôi, nhưng mà cái khẩu này nó hơi dài quá. Đoạn này lên nó nhanh hơn cái đoạn này rất là kỳ cục. Nhìn lá nó như lá sộp luôn á. Mỡ, hết mỡ. Đó. Cơ bản là ôm trên những hòn đá thấm thủy này thôi. Ôm trên hòn đá thấm thủy này thôi. Rất lùn. Chỉ một găng tay. Đây, rất lùn. Hơn găng tay chút xíu. Bên này thì tí chắc là đục sơ sơ đi, nhìn cho nó gọn gàng tí. Bác nhỉ. Rồi, bây giờ là ta cùng nhau suy nghĩ và làm cùng nhau các bác nhé. Tưởng không đi trốn.
Qua ở tí mục này thôi. Thank you.
bây giờ còn tôi đi 60 cái cái không nhiều nó tôi có cả con gái nó đi đôi rồi mà lại trắng thế mà nó cũng tuổi con đổi mới đứa trẻ con nó đây có đổi đâu
Đục bỏ cái mục à. Thank you.
Đấy, là vừa cạp thịt con ra chỗ này để bôi cho nó ít keo lên sẹo kia bác. Đấy các bác, trồng nó vào đây thôi chứ cũng mới chỉ cho một tí đất chứ chưa làm cái gì nó hơn cả, đục đục tí nhấc ra đây đấy, bôi cho đấy keo liền là liền sẹo kìa các bác. Đấy, đục đục quát cái đấy đi, đục quát cái vệ đấy đi, bôi cái keo liền sẹo vào vệ này thì không có gì, không cần đục sâu xuống. Chú, bố cháu có. Đấy, thì chưa có cái ý tưởng gì đột phá cho nó, nhưng mà sau có khi sẽ cắt một cành kia thu ngắn lại thôi. Thu ngắn lại phá lá lên lung tung rồi, nhìn chả thấy cái ra thấy gì nữa các bạn. Mùa nắng này này, mùa nắng này mà đủ nước các bác, phun mầm dã man lắm cây cối, nhưng mà lại bị táp nắng rất là nhanh, cháy lá. Tất nhiên là dòng đa này thì nó khỏe vô cùng. Đục vào cái đúc này để cho nó đỡ lệch bệ các bác. Thu vé cái rễ mình lại. Đó. Chung là cũng nhức nhối phết đấy. Không phải là cây một cái cốt bình thường. Khá ok đấy. Đó. Nào mà có cái ý tưởng mới nào làm lại hoàn toàn cái này thì lại quay cho bác nhé.